Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mời mọi người cùng ngắm cây mít Thái ha. Đây, cái trái này bắt đầu ra rồi mọi người. Trái dưới đất này cũng ra, dưới đất này ba trái, trái từ dưới đất trái đấy mọi người, nhiều trái lắm. Một cây nhưng mà có hai nhánh, trên kia nó trái quá trời trên. Trái từ dưới đất trái lên trên ngọn luôn, nhìn mê chưa. Cô đây vẫn gắt mấy cái ngọn su mọi người, phía trong cũng quá trời luôn, để vẫn gắt đây xong nguồn vô phía trong. Nằm trắng này này nè, vẫn với tay vô. Giờ bên phố phía trong kia bên cắt tiếp ha. Hai trong này ngược nắng, không biết mọi người có thấy không. Trời nắng ghê, mười sáng sớm đó. Lúc chào nay trên chỗ vẫn cũng nắng nóng ghê luôn mọi người. Nóng ý chán vậy Sài Gòn luôn. Bên qua bên này hai tiếp đeo tùm lum đấy, leo tần trên cao trên này. Ôi trời, vẫn bọc cái trái bị đau chanh mà biết kiểu gì mọi người nè. Đây bọc nhưng mà đây lòi cả trái ra bên ngoài để mình phải bọc lại. Trái quá trời luôn mọi người, vẫn bọc đây. Không bọc lại là ruồi vàng chấm mọi người. Đó, vẫn bọc đây. Ủa trời, nhìn đẹp ghê chưa. Vẫn hái cái trái mướp hương nha mọi người. Cái loại này là vẫn mua ngoài chợ đấy, mua ngoài vườn ươm. Trái đầu tiên luôn mọi người. Không biết có thơm hay không. Đây vẫn hái vô công anh ha. Đây thì vẫn quay cái máy xuống, vẫn hái vô công anh nha mọi người. Từ khi trồng mình vẫn bị bỏ phấn còn lên đó, không phải là trồng mà tự mọc nó vẫn thấy do bưởi mọc đến một loài bồ công anh khác ở phía ngoài kia nè mọi người, nó đang nhỏ lá hẳn khác khác như này một chút. Hiện nay là phơi xong rồi nấu nước uống mọi người. Bên đây hái được hai trái dâu rồi mọi người. Này, hai trái nhỏ nhỏ rồi con xin đu lên. Lát sẽ được. Đây, hai trái nhỏ nhỏ mọi người. Để cho vẫn qua bên hải là lốt ha. Là lốt nhà vẫn thì nhiều lắm. Giờ lá ra đây đây luôn mọi người. Bên hải đây là vô lắp nên nên cánh cái này vẫn nấu cánh cá mọi người, vẫn bỏ vô cho thơm. Anh hãy từng này thôi. Đây mọi người, anh quay vòng cho mọi người coi này. Đá bự bự không á. Đất đá không mà lên giỏi ghê. Lan hết ra đây luôn mọi người. Chỗ này để vẫn khoe mọi người. Hai vẫn bữa trong hai cái đâu. Trong này còn trái khô quá. Đây trắng đây loan trái tím mọi người. Đây vẫn phải bọc như này. Anh hãy ít ra mùng tới nó vỏ lát vỏ nấu cánh trúng với trái mướp mọi người. Ngon
tua tua luôn. Ngọn trên cao này nè mọi người, nó bò theo cái bờ tường. Chân đi buông xuống. Cái muông tới nó hay mọi người, những cái lá da như này nè. Đây, lá da như này là nấu lên nó hơi vàng vàng ha. À, những cái lá non hơn á thì nấu lên không bị vàng, nhưng mà những cái lá da như này là nấu bị vàng á. Để lâu mình không hái á, nó ra nấu ăn nó lên, nấu lên nó hơi bị vàng. Đây, vẫn còn cái bụi bên này. Vẫn là còn mấy bụi đâu kia nữa. Đấy, từ rụng hạt lên đấy mọi người. Vẫn khoe mọi người trái dưa lê đó mọi người. Ủa bị gì đó, bị xấu ấy đó. Trái này sắp chín rồi mọi người. Đây, bắt đầu rồi, cho khoai ngay nữa thì được ăn rồi. Đó, vẫn phải bọc lại như này. Cây này là vẫn quẳng hột ra rồi lên này. Vẫn quả bên này vẫn khỏe mọi người. Thì trái cà dưa xanh nhìn cứng ghê. Trái đầu tiên mọi người, ngoài quê vẫn gọi là cà dưa xanh, chắc vẫn phải bọc lại không sẽ vui vang cho mà hư hết rồi. Bắp cải mà vẫn cắt ăn rồi xong vẫn để như này lên mà không thể ra bụng. Ủa cùng chặt ghế mọi người. 1 2 3 4 được 4 dưới này, xong ra một cái nhánh dưới này nè mọi người, dưới đất đây. Hay ha. Vẫn khỏe thành quả, sáng hôm nay vẫn đi thu hoạch được mọi người. 3 cái bắp cải, 2 trái dâu tây, ít vùng tới, lá lốt, bồ công anh, ngòn su, mướp. Mướp này thì trái đầu tiên của cây vẫn mua ngoài vườn ươm ha. Vẫn không biết thơm hay không, để lát bố vẫn nấu thử coi. Cái này mọi người, ôi cây mà ù to hơn cả cái ngón tay vẫn luôn. Mà chắc là tốt quả nên chưa có trái hay sao. Vẫn thấy trái nhỏ nhỏ ra thế nhiều nhưng mà chưa đầu. Hay là ruồi vàng chấm hết hay sao. Nên trá thì nhỏ nhỏ mà cứ bị vàng vàng hết mọi người. Chắc vẫn nghĩ là ruồi vàng chấm á. Chưa kịp to, chưa kịp đỡ đã bị ruồi vàng chấm. Được đúng một trái này là vẫn bọc lại từ khi lúc mà mới ra bằng ngón tay mọi người. Ruồi vàng chưa kịp chấm. Hơi cong. Mà nhìn không bị ruồi vàng chấm luôn. Nhìn đẹp chưa? Hơi cong chút ha. Cong cong luôn. Vân xin kết thúc video đấy. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn có hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like và đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.